Thưa quý vị và các bạn, y học phát triển đã có nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư. Các phương pháp hiện đại như là phẫu thuật, hóa, xạ trị dù mang lại cơ hội sống cho người bệnh nhưng cũng để lại những tác dụng phụ quá lớn với họ và không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được. Vâng, chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân mà họ đã phải chết vì tác dụng phụ của hóa xạ trị trước khi chết vì căn bệnh ung thư. Nhưng cũng có những người may mắn đã tìm được cơ hội sống dù trước đó tiên lượng bệnh rất xấu. Câu chuyện dưới đây của một cụ ông dù mắc phải căn bệnh ung thư khi ở tuổi ngoài 80 nhưng đã may mắn để sống tiếp mạnh khỏe. Anh này về nghỉ phép hôm qua, sớm hôm nay tiến chân anh lên đường qua cánh đồng. Những câu hát của 60 năm về trước, trong lần gặp gỡ đầu tiên, giờ vẫn không thay đổi. Chỉ có điều, hơn 2 năm trước, ông Tuyền vừa trải qua một cơn bạo bệnh lớn nhất trong cuộc đời khi mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở cái tuổi xưa này hiếm. Nghĩ lại quãng thời gian khi phát hiện ra bệnh, ông vẫn chưa hết bàng hoàng. Bệnh tật của mình nó phát ra như thế, chẳng vợ nào con nào đổ cho mình cả. Thôi thì nó phát ra thì phải là gánh chịu. Như đổ mất, không sống được. Ăn mấy ngày ông đi là tôi không ăn uống gì được. Sau tôi nghĩ là thôi bây giờ mình một đàn con thế này mà bây giờ mình mà ngã gục thì con tôi hỏng hết. Sau khi biết kết quả, được sự động viên của gia đình, ông bắt đầu quá trình điều trị. Dù vậy, trong thâm tâm vẫn nghĩ kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Sau cuộc đại phẫu lớn nhất của cuộc đời, ông vẫn tiếp tục được xạ trị nhưng chỉ xạ được một đợt thì nhất định ông không tiếp tục nữa và xác định thôi thì chuẩn bị để chờ về với các cụ. Ăn uống bây giờ thì nó không vào được nữa rồi, không muốn ăn uống cái gì cả. Đấy. Thế là chỉ có nghĩa là uống nước và cái uống sữa để cầm hơi. Nghĩ rằng số phận đã không mỉm cười với mình, ông có phần chán nản, bi quan và buông xuôi. Lúc đó, con cái trong gia đình đã tìm mọi cách để giúp ông phục hồi sức khỏe, lưu ý chăm sóc bồi dưỡng cho ông qua chế độ ăn ngủ và nỗ lực tìm hiểu để lựa chọn những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có cơ sở khoa học tin cậy và đã minh chứng trên lâm sàng, đảm bảo hiệu quả và an toàn để ông sử dụng thêm. Thông qua một người bạn thì mình biết đến sản phẩm Genka và mình biết Genka là một sản phẩm hỗ trợ điều trị phòng ngừa ung thư. Và mình đã mua cho bố mình một liệu trình và bố đã uống thì thấy có kết quả rất là rõ rệt, sức khỏe của ông tốt hẳn lên và ông ăn uống ngủ nghỉ tốt, thậm chí là da dẻ của ông hồng hào lên và cả gia đình và ông đều rất là phấn khởi. Và sau đấy thì mình cũng đều đặn mua thêm cho ông uống và đặc biệt những lúc mà ông yếu hơn thì mình lại mua để tăng cường, ông uống liều cao hơn và bây giờ thì sức khỏe ông rất là tốt. Ông hồi phục rất nhanh và bây giờ là mạnh khỏe bình thường. Làm gì được chỉ trừ có đi cày là không đi được. Genka STF là thành quả từ công trình nghiên cứu cấp nhà nước của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Với thành phần chính là fucodan sunfat hóa cao, phân tử lượng thấp đã được y học chứng minh là tăng cường hoạt tính và tác dụng lên rất nhiều lần so với fucodan thông thường. Như chống hình thành và tiêu diệt các tế bào ung thư, ngăn chặn sự phát triển di căn, thậm chí là giảm kích thước khối u, đồng thời điều hòa huyết áp, mỡ máu, đặc biệt là có tác dụng chống đông cục máu, nên còn giúp dự phòng được tai biến và đột quỵ. Chúng ta hóa một số các cái vị trí ở trong cái phân tử fucodan, người ta đã chứng minh là nâng cao cái khả năng miễn dịch của người bệnh. Cái thứ hai nữa là nó có khả năng bỏ đói tế bào ung thư. Cái thứ ba nữa là phục hồi lại cái lệnh gọi là buộc tế bào ung thư phải chết. Với ông Tuyền, bà Ân, hạnh phúc không gì hơn là bằng sức khỏe và niềm vui ông đang có bên cạnh 10 người con và hàng chục đứa cháu nội ngoại của mình.